Mấy cái cây này quá trời quá đất, giống như cái cây bông cháy bự này là nhiêu tiền chị? Cũng ngoài thời liền Tiếng Việt, chị nói tiếng Việt. 600 triệu. À, 600 triệu cái cây bông cháy bự này. Đó, chị nói tiếng Khmer. Ủa vậy còn cái cây mai này giá nhiêu tiền chị? 2 tỷ. Ủa sao chị không nói tiếng Khmer nữa đi? Cũng là 1 tỷ luôn. Cũng là 2 tỷ luôn. À, như vậy là 300 cây mai trong cái khu vườn này 60 tỷ là cũng là 60 tỷ luôn. Đó, thấy chưa? Sở dĩ chị nói song ngữ hai cái tiếng đó là tại vì cái cây bông giấy 600 triệu đó thì là 600 này có tiếng Khmer, nói lần nữa 600 triệu. Cũng quay hơi liền. À, còn tới cái khúc tỷ 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 là qua tiếng Việt nha anh chị. Ví dụ như cái hoành 95 của cây mai này, toàn bộ cái khu vườn này hơn 300 cây mai. Toàn cây dữ, không có cây nào hiền hết trơn. Vừa bông giấy, vừa kiểm, vừa những cái cây độc hay lạ, hơn 60 tỷ cho một cái khu vườn. Mà Nguyễn Di á, ngày hôm nay lên cái clip review này thì anh chị mình nghĩ rằng là chủ vườn kêu là để bán mấy cây này hay không? Nguyễn Di được nhận thù lao tiền công quay phim, được cho tiền rồi, được còn được đãi ăn, được chủ nhà mời đến làm cái clip review lên chơi cho biết đi tham quan như vậy, và mời anh chị tham quan những cái vườn cây mai kiểng dữ dội nhưng mà không có cần mời chào mua bán gì hết, mà hiện nay cũng đang không cho biết là ở đâu, ở đây là tỉnh Đồng Nai thôi, bí mật còn giấu giếm cái khu vườn này. Để từ từ chủ vườn nói rằng là mai mốt còn mời cho thuê Nguyễn Duy tới quay tiếp tục nhiều clip đợt sau, ví dụ như Tết năm sau ra rực rỡ hơn nữa, Nguyễn Duy sẽ được tới quay nữa, được cho tiền thù lao nữa, làm tiếp lên nhiều chơi vậy đó. Càng ngày chủ còn nhập du thêm nữa, mà chị Trang đó ha, chị lấy thêm nhiều cây kiểng về 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 đây nữa. 10 mẫu đất là một cái nơi mà để kỷ niệm chỉ dung đắp thôi, thích là chơi như vậy. Đây mới sơ sơ thôi, có một khu vườn có một khúc như đây thôi à, hơn 60 tỷ rồi, để còn tiếp tục nữa nha, tiếp tục nữa mà mai mốt cây mai đẹp lên nữa, Nguyễn Duy sẽ được tới mời quay lên cho anh chị mình coi. Mà đáng lẽ những cái người TikToker, YouTuber hay là Facebooker gì đó được đi làm như vậy nè, là mình phải còn mài mò mình kiếm, mình xin vô quay, phải không? Ngày nào Nguyễn Duy được mời đi quay, đó là cái niềm hạnh phúc. Làm nhiều thông tin như vậy á là để cho anh chị mình có được những cái người mà thích hoa kiểng rồi đó, để mà xem được Nguyễn Duy trải nghiệm giống như thế này, Nguyễn Duy được cho tiền đi quay luôn đó. Cái khúc cây này chỉ là một góc trong một cái khu vườn mà dự định sẽ lên tới 10 mẫu đất, thì anh chị mình nghĩ coi diện tích đó mà lên cây nó sẽ ra ước lượng cái tỷ lệ coi như là bao nhiêu tiền. Giống như cái cây này qua Tết rất lâu rồi mà nó vẫn còn được lung linh giống vậy, còn đa phần những cây mai này á là sẽ không còn hoa nữa, cho nên Nguyễn Duy sẽ được năm sau á, cái lúc dịp Tết á, chủ sẽ được cho tới quay nữa, lại Nguyễn Duy còn được thù lao nữa đó, tiền công quay phim nha, không có phải xin vô mà quay phim miễn phí đâu, có đâu, Nguyễn Duy được mời tới để quay. Thì càng ngày chị Chen chỉ sẽ nhập vô thêm, thâu vô thêm càng nhiều cây dữ nữa, từ những cây lộc vừng, cây khế, tất cả mọi thứ này là làm chơi thôi, để cho cộng đồng vui vẻ, tại vì có niềm đam mê cây kiểng hoa cỏ đẹp lạ thì muốn để lên cho những người cùng yêu hoa, cùng thưởng thức, cùng chia sẻ cái niềm đam mê đó. Mặc dù là đương nhiên là cái số vốn rất là lớn, nhưng mà một khi đã chơi là phải chia sẻ thông tin đó cho mọi người cùng thêm thưởng thức nữa. Bữa nay cái clip này nha, là Nguyễn Duy được nhận cái sứ mệnh là chỉ là demo cho biết là bữa nay ở Đồng Nai có một cái khu vườn giống như thế này, chưa có cho lên bông, chưa gì hết, nhá hàng thôi nha, chỉ nhá hàng là một mớ cây này ở đây thôi, mà cũng chỉ nói là Đồng Nai thôi, chưa cho biết là chỗ nào luôn, chưa, để mai mốt những clip sau nó còn cái bí mật để đưa lên cho anh chị coi. Những người nào mà bấm follow, đăng ký, theo dõi cái nút chuông bên cạnh để bật thông báo thì sau này Nguyễn Duy sẽ được có dịp đi đến đây và chủ cho thù lao để quay lên cho mọi người biết chơi, chia sẻ niềm đam mê về cây kiểng hoa mai độc lạ. Nguyễn Duy lên trên những cái TikTok, Facebook trước đây á, quay một cây mai hoành tráng thôi, bông nhiều rồi này kia to lớn á, anh chị thấy rằng nhiều người còn vô bình luận comment và rất là nhiều người thưởng thức cái cây mai ở một cái quán đẹp, chụp hình đồ hay gì. Nhưng mà ngày hôm nay đến cái khu vườn này đụng mấy cây này rồi thì Nguyễn Duy thấy ôi, bản thân mình thật là nhỏ bé. Nhưng không, chơi những cái cây mắc tiền giống như thế này không phải là nhập vô để đem nó về khu vườn của mình, nó làm có số vốn rất lớn rồi là chưa đủ đâu. Tôi còn phải lan tỏa niềm đam mê đó, tôi còn phải nhờ Nguyễn Duy tới đó quay review lên để chia sẻ cùng thưởng thức hoa đẹp chung với tôi. Thích chơi thì là cuộc chơi phải lắm công phu và cho mọi người cùng thưởng thức. Năm sau nữa Nguyễn Duy còn sẽ lên lúc những cái bông mai rực rỡ thêm. Chị ơi, cái động cơ nào mà có số tiền vốn quá lớn mà chị, ví dụ như cái cây vú sữa cả trăm tuổi này nè, một cái khu vườn quá vậy là tại sao vậy? Đầu tư á? Thì đam mê thích chơi thôi.
mộc mạc, chất phát, đơn giản, nhưng mà nội công thâm hậu. Giống như cái cây mai này nè, nghe nói 100 tuổi Nguyễn Duy nói trời ơi lão quá chừng. Còn nguyên cái dọc này, mấy cây này là gì chị? Cái tràm miên. Hình như là chị còn phát triển khu vườn này rộng ra đấy đúng không? Gấp 10 lần nữa. Gấp 10 lần nghe anh chị, để chơi thôi đó. Cái cây khế này nó quá trời lão mà, quá độc đáo rồi chị. Cái cây khế bao nhiêu năm tuổi hả chị? Ăn 200 tuổi. 200 tuổi tiếng Khmer kêu bằng gì? Đi rồi cho nằm. À vậy là đời ông sơ tới ông cố rồi ông nội rồi tới đời ba mình rồi tới mình. Chị, ông sơ với ông cố tiếng Khmer có không? Có. Rồi. Tuột. Nguyễn Duy thấy rằng cái sự thú vị và cái tính cách rất là mộc mạc chất phát của chị Trang nha. Nhưng mà cái khu vườn này gồm có những cái cây này, nó gửi đến một cái thông điệp, một cái niềm đam mê lan tỏa cho những người mà yêu cây. Đó, thì những cái hàng độc đáo như thế này nè, làm sao mà Nguyễn Duy có thể tự tiện để bước vào những cái khu vườn này, chính là cái dịp may hiếm có. Bởi vậy phải ghi lại những hình ảnh, những cái thước phim này là để cùng lan tỏa thông điệp đó cho anh chị. Hy vọng rằng lần sau những cái mùa hoa trái đẹp hơn nữa, Nguyễn Duy sẽ được đến để mà chia sẻ cùng anh chị những thông tin này, đúng không chị? Mới mốt được quay nữa đúng không? Dạ. Em chuyên đứng đằng sau thành công của người khác, đam mê nên em quyết góp mặt với đời để phục vụ cho anh em giải trí, đem nụ cười anh em vừa ý, rồi săn tiền comment khen một tí để em nó có thêm nguồn động viên. Nguyễn Duy.